chào mọi người nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn để mọi người cài đặt cái Bell Essence MK2 nha. Nó rất là đơn giản. Khi mọi người nhận được Bell Essence này về á, thì chưa cần cắm dây gì hết cả, chẳng hạn vậy á, thì mọi người sẽ cắm điện trực tiếp vào. Cái này thì Essence thì nó là điện auto volt nha. Nó là auto volt nha, từ 100 đến 240. Thì khi mọi người cắm điện vào thì mặc nhiên nó sẽ tự động nó sẽ nháy này, đèn mở đèn xanh và nó nháy đèn vàng ha. Khi nó nháy liên tục đèn vàng á, thì đối với tôi không dùng máy dòng khác, nhưng mà đối với iPhone á, thì mọi người sẽ mở lên vào cái mạng wifi của nhà mình, nó sẽ tự động hiển thị đây, có cái chiếc Essence ha. Tương ứng với con này là cái đuôi 123 ha, 123 em, má của nó là 123 ha, em 123 thì nó sẽ hiển thị lên đây ha, 123 này ha. Với là thiết lập AirPlay, nó sẽ tự động thiết lập AirPlay loa luôn, bấm vô. Thì với nhà mình ấy, thì ví dụ đây là cái tên wifi nhà mình đặt ở tới 3 solution, tên của cái thiết bị là cái này. Bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu của cái mạng wifi nhà mình vào, thì nó tự động nó sẽ connect vào của wifi nha. Ví dụ của tôi là 9000 và 8000. Sau khi mọi người nhập xong rồi mình bấm tiếp, thì tự động nó sẽ tự kết nối với cái wifi nha. Sẽ nó đèn cứ nháy này ha, rất là đơn giản. Khi nó nháy xong nó chuyển sang màu vàng, màu trắng luôn. Khi nó thiết lập xong nó sẽ tự động nó chuyển sang màu trắng nha. Đấy, như thế này là nó đã thiết lập xong rồi này ha, tự động wifi và kết nối với wifi xong ha. Thì đối với vậy là xong, bấm này là xong. Thì ngay lập tức trên với cái điện thoại mình ấy, mình đào cái app về cái máy này, tôi chưa đào app. Đây, app Carlson về ha. Khi mà người đào về xong á, thì đăng ký, những người nào đã có app Carlson rồi thì không sao, còn nếu đăng ký á, thì mọi người sẽ tự động này, rất là giống như cái đèn này, nó sẽ báo vì nó có một cái thiết bị mới gì đang cập nhật đây này, chẳng hạn đây, cái này ví dụ là cái app trong thiết bị mình có này. Tôi đây xin lỗi, sau đây tôi không có, để về tôi sẽ tìm cái thiết bị của mình mới đăng mới lấy điện với xe thì bấm vô cổng đấy ha, thì nó tự động nó sẽ bắt đầu mình sẽ đi tìm cái thiết bị của mình ha. Nó là MK1, MK2 thì nó sẽ không nằm ở cột này. Lâu quên, không để ý. Đây, MK2 đây. MK2 mình sẽ buộc đây. Cái cột từ trên, cột hàng thứ hai từ trên xuống ha. Hàng thứ hai từ trên xuống đây. Đây mình bấm vào đây. Nó sẽ mình mới bấm tìm nó. Ngay luôn đấy, để vô được cái app ha. Đây là khi này nó đang tìm cái thiết bị mình là kết nối với trong hệ thống mạng của nhà mình ha. Nó báo lỗi. Hình như con này nó có rồi, ở đây rồi, tôi đã có rồi, tôi đã kết nối rồi. Thì nó sẽ tự động, vì thế này tôi đã kết nối trước rồi, sorry. Đối với môi trường con này ấy, khi mọi người vô để thiết lập môi trường của nó thì rất là đơn giản. Mình bấm vào dấu trên này, production này ha. Đó, production này. Rồi vô configure này ha. Ở trong này ấy, thì nó sẽ cho mình cài đặt rất là nhiều. Ví dụ như đây là wifi này, update này, hoặc bluetooth này, của bàn này, remote là remote bluetooth ha. Khi mà mình có những cái remote bluetooth thì mình sẽ tự động đánh pe ở trên này ha, có nút pe ở trên cái này, nút pe padding nhé, là để kết nối bluetooth với các cái remote bluetooth của B&O ha, remote tròn hoặc là Bell One ha, có bluetooth. Ở trong cái Bell Essence thì nó có cái mục sao này á.
thì nó sẽ cho mình chọn loa, nó tiết chế độ setup là loại loa gì ha. Ví dụ mình dùng những cái dòng loa nào thì mình sẽ chọn thiết bị với tương ứng với cái loa đó cho thiết bị của mình nha. Ví dụ như là tôi setup nó để dùng với Beolux 3 thì tôi sẽ chọn Beolux 3, bấm trên ha, nó tự động nó sẽ lấy. Nếu mọi người thì bấm luôn, ok, ra ngoài. Ví dụ ở đây mình chọn layout là bao nhiêu, có nghĩa là layout là level mức độ bao nhiêu mình chọn. Còn cái này là giống không cần thiết thì thôi mình lấy lay in thì mình sẽ chọn nó là mắc hay là gì á, có cần ẩn hay không. Mình lên đây ở ngoài á thì setting xong thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Đối với các cái mục này thì các bạn gần như cũng không cần thiết lắm, chọn cái này thì nó không cần, tiếng là chỉ có tiếng Anh là chủ yếu thôi. Và khi ra ngoài thì với thiết bị thì nó sẽ có một cái số đường này, đường nó có tone in là cái này là radio internet nha, line in là cái cổng line in này. Cái này là digit, cái này là của nhạc stream nhạc của Vino kết nối, hoặc là Spotify, mọi người có thể chơi được Spotify thì mọi người kết nối Spotify để mọi người chơi ha. Đấy. Cái này nó có Stromcast của cái này chơi được ha. Ví dụ như mình đang có nhạc tay đồ chẳng hạn đi thì mình sẽ chơi tay đồ ha. Khi mình mở một cái bản nhạc nào đây đi, rồi mình lên mình bấm đây, bấm cái này này ha, nó sẽ cho mình chọn. Ví dụ như đây cái essay của mình là cái này chẳng hạn, thì mình sẽ bấm cái này, nó là Stromcast ha, chơi Stromcast vào đây hoặc chơi Airplay ha. Đấy thì mình sẽ bấm Stromcast vào đây thì nó sẽ tự động nó tìm cái đẩy cái audio phát stream nhạc qua Stromcast qua cái thiết bị essay này nhá. Thì đây là một cách mà vào đấy mọi người thì có thể chơi. Cái này có kết nối Bluetooth luôn, MK2 có kết nối Bluetooth thì mọi người kết nối Bluetooth với nó. Ví dụ đây thì mình chơi Stromcast rồi ha, thì nó sẽ tự động nó hiện lên đây rồi nha. Còn Bluetooth thì mọi người vô thì nó tự động nó báo lên, bật từ Bluetooth nó sẽ tự động luôn, nó tự động bật. Đây Bluetooth đây nha, đây là Bluetooth, nó sẽ kết nối Bluetooth với nó ha. Cái này thì nó rất đơn giản, không vấn đề gì khó ha. Thì đây là cái thiết bị của mình. Với anh em dùng cái này mà không cần remote á thì mọi người có thể dùng bằng cái app để mọi người điều chỉnh cái volume của nhạc luôn ha. Của này thì volume nó là cái này, to nhỏ của mình thì bấm đây này. Đấy, qua bài luôn ha, bấm cái này có mũi tên nên là mình bấm lên mình qua được bài luôn ở trên này. Đây đường truyền à, khi tắt thì standby không có nhu cầu nữa, mọi người cứ bấm lên tắt đây, mình sẽ tắt luôn nha.